Vâng, xin kính chào mọi người, và chiều hôm nay mình chia sẻ về cái nội dung về rễ. Bây giờ mình nói tập trung vào cây da lan giá hạt. Thì như mọi người đã biết thì nếu anh em chơi lan giá hạt thì muốn cây phát triển thì cần có rễ, và nhiều anh em đang áp dụng dùng phân thuốc quá liều cho nên là rễ nó ra rất là chậm, đặc biệt quá liều là một chuyện, và dùng bằng bơm 12 để giải độc. Nhưng mà mình hiện tại thời gian trước mình có dùng, nhưng mà hiện tại mình không có dùng theo kiểu chích vào những cái mắt ngủ trên thân để cho nó ra, chích vào những cái đốt nè để ra mắt ngủ nè. Bây giờ hiện tại mình không áp dụng phương pháp đấy, mà mình chơi có tác dụng thuốc nhưng mà chơi rất tự nhiên nha mọi người. Có nghĩa là mình thoa vào những cái mắt ngủ, và khi kia nó ra thì nó thì ra rễ rất là dày như thế này đó. Và cái công thức của nó là thì mình cũng áp dụng của một cái vườn lan, đó là vườn lan Trần Quang ở trên Đắk Nông nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem luôn. Thì là thuốc đây mình để trên bàn đây, mình vào cái chỗ nhà mình để trên bàn cho mọi người xem này. Thuốc thì mọi người là tỷ lệ 1:2 đi. 1:2. Một có nghĩa là một nước này. À, một thuốc hai nước nha. Có nghĩa là mọi người lấy một giọt Kivro, một giọt Atonit thì hai giọt nước nha, còn 5 giọt Kivro đó, 5 giọt Kivro thì mọi người lấy tầm đây tầm hai giọt đi, hai giọt hoặc một giọt thôi, và 10 nước Atonit riêng nha. Đây là ví dụ như đây hai giọt Kivro thì là 4 giọt nước, 4 giọt nước mình hay làm như vậy, và 1 giọt đến 2 giọt Atonit thôi. Còn 5 giọt Kivro thì 10 giọt nước nha. 10 giọt nhỏ giọt như nước mắt, giọt nước mắt đó. Giọt đỡ mà như mà chai lọ mắt á. 5 giọt Kivro thì 10 nước nha, đó là 1 2, và chỉ có pha Atonit 1 đến 2 giọt thôi. Và khi mà mọi người pha rồi, và khi mọi người pha rồi thì mọi người tác động vào trên thân nó, chỗ nào mọi người muốn ra thì mọi người lột cái lớp da nó đi để cho nó thẩm thấu vào cái mắt ngủ nó. Lột cái lớp da biểu bì này này mọi người lột đi, và mọi người thích thì mọi người thoa cái mắt ngủ này từ trên chỗ chính giữa thân này xuống dưới tới mầm gốc, hoặc là từ chỗ này đi lên đó. Thường thường thì mình sẵn mình nói thì từ từ tầm này xuống thì là mình tạo kia rất là dễ dàng, còn từ trên này thì dở ra bông nha mọi người, dở ra hoa. Và khi thoa vào mắt ngủ thì mọi người, nhắc lại mọi người là nên nên lột cái lớp biểu bì này ra nè, để cho nó dở và thẩm thấu vào mắt ngủ và nó bung. Và trong quá trình đó mọi người đợi tầm nửa tháng đến hai mấy ngày là bắt đầu nó thì nảy mầm và lên lên cái mầm tầm 1 cm đến 2 cm thì nó đã lồi ra những cái đít ở dưới, là những cái rễ rất là nhỏ. Và quá trình thân nó phát triển thì rễ nó cũng phát triển đều như thế này, nhưng mà phải còn kèm thêm một cái loại thuốc nữa để nó mới rễ nó bung mạnh như thế này. Tí nữa mình nói sau. Thì mọi người tác động vào như là dùng kim châm vào ngay cái đoạn giữa hai mắt ngủ thế này thì khả năng ra cái kỳ mà nó lên, nhưng mà rửa ra rất là khó. Mọi người phải ép nó bằng thuốc giải độc hoặc là thuốc kích rửa. Thuốc giải độc là thuốc bơ 12 đó, vitamin bơ 12 dùng cho thú y, nhưng mà cần thời gian rất là lâu nó mới ra rửa. Có nhiều cái đỡ thời gian rất là dài nó cũng còn chưa ra rửa nha mọi người. Vì vậy mọi người nên đỡ tự nhiên thoa như mình, chơi thời gian khá lâu và được một số nhà anh em đi trước chia sẻ, anh em đi sau và áp dụng cái phương pháp này là chuẩn nhất nha mọi người. Mặc dù nó chậm nhưng mà nó rất là nhanh đó. Có nghĩa là mọi người muốn nhanh ra được cái mầm và thân lên thì nhưng mà lại là chậm, vì nó không ra rễ và nó không có phát triển cái thân này rất là cao như thế này. Còn nhanh 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 là mọi người thấy nó chậm ban đầu là mọi người không có chọt, nhưng mà thật ra rất là nhanh. Đây rửa ra rất là nhiều nè, và đỡ cái rửa nó phát triển như thế này.
Và như cái những cái chậu thế này, mặc dù mọc trên thân mà chưa có cái giá thở nhưng mà nó cũng ra rễ rất là dày thế này. Mọi người cần một cái thuốc kích rễ của Mỹ nha mọi người. Bây giờ mình chia sẻ mọi người sẽ luôn. Mình nhờ cái thuốc này mà cái rễ nó ra dày thế này đỡ mà nó thân nó lên rất là mạnh như thế này. Đó là thuốc BioRoot. BioRoot nha mọi người. Còn Rabbit thì tốt hơn, nhưng mà mình chơi nó bình dân hơn thì là BioRoot là vừa. Đây mọi người, mình chia sẻ với mọi người nè. Ống của đây. Đây. Mọi người muốn khi mà nó ra rễ thì mọi người dùng thêm cái thuốc BioRoot của Mỹ này. Đây nhãn hiệu nè. Mọi người tầm 5 đến 7 ngày mọi người phun cho nó tầm 1cc. 1cc 1 lít nước hoặc 2 lít nước cũng được. Nhưng mà mình chơi 1cc là 1 lít nước. Đó. Này cho mọi người mới chơi biết cái thuốc BioRoot này nè. Cái lọ này thì bây giờ cũng nhớ mình mua cái lọ này là bao nhiêu ta? 100 hay 101 á, bây giờ chắc cũng còn 80. Có lọ lớn gấp 3 thế này nữa thì nó lợi hơn, nhưng mà số lượng ít thì mọi người nên mua cái lọ này chơi là vừa tầm. Một cái lọ này thì xài cũng rất là lâu. Đó. Nói chung là 1cc này pha cái này là mọi người nên mua ống xi lanh đi tớ. Vì mọi người rút nó ra tầm 1cc, tức là ước lượng là 20 giọt. Mọi người pha cho nó 1 lít nước và phun tầm 5 đến 7 ngày thì rễ nó sẽ phát triển dày như thế này nè mọi người. Đây, mọi người này thấy cái bế tẹo mà nó ra rễ này. Đó là kết quả của mình thoa cái thuốc Kilibro của Mỹ cộng thêm với công thức nó là Atonic mà mình áp dụng của vườn lan Trần Quang, và có nước, có pha hòa với nước nha mọi người. Đó, thoa vào những mắt mũi thế này thì nó ra một cách rất là tự nhiên, không cần giải độc. Áp dụng thuốc không có nặng như là những người mà họ dùng cái kim hay là quay tâm để mà chọt vào cái đinh thân nó ở giữa hai mét ngủ thì khả năng nó ra rất là chậm rỡ. Đó, vì vậy cho nên là mình nói tại sao là thấy nhanh nhưng mà nó là chậm. Đây thấy chậm nhưng mà nhanh. Còn cái bản thân của cái lan giả hạt, bản thân của lan giả hạt thì nếu mà chơi tự nhiên không dùng thuốc, đến mùa nó sẽ ra thì hoặc là mọi người đem xuống cắt từng khúc đem xuống ươm thì không dùng thuốc thì có thể nhiều khi là ở những cái mắt ngủ này nè là tự nhiên á, mình ươm rồi mình ươm hạt đỡ trên thân này là cái rễ hai ba cái cọng rễ nó bung ra trước và cái mầm thân nó đi lên sau. Đó, nó đi lên sau, cái rễ nó ra trước. Đó là chơi tự nhiên. Hầu như tự nhiên ươm là rỡ, hầu như có nhiều cái kia nó ra rỡ trước. Đó. Còn đây mình tác dụng thuốc vào, và nó vẫn phát triển nha mọi người. Nó vẫn phát triển và ra rỡ nha. Đấy, đó là cách đỡ mà chơi lan giải hạt, đỡ mà ra rỡ và không bị chậm phát triển. Rỡ rất là dày. Tóm lại là nói dài dòng nhưng mà thật ra thì là chủ yếu là mọi người hòa lẫn thuốc, bóc cái lớp biểu bì này đi, thoa vào trực tiếp vào mắt ngủ. Mọi người tác dụng vào cái mắt ngủ nào mình thích thì mình tác dụng vào, hoặc là chủ yếu mọi người tác dụng vào mầm gốc thì mọi người thoa vào vậy thôi. Là thời gian tầm 20 ngày đến 20 mấy ngày là bắt đầu bật mầm gốc và hơn một tháng sau là bắt đầu là nó đi rỡ. Đó. Đấy, chơi tự nhiên không có chọc chích nha mọi người. Lúc đầu mình chơi chích thì nó đã bị hư rất là nhiều. Nó bị hư và không ra rỡ, làm cho tổn thương thớ hở những cây con sau và suy yếu. Đây mọi người coi này, mình chỉ bôi mắt ngủ mà khi nó ra mọc từ lưa nè mọi người. Đây, hai chậu mình đem ra cho mọi người xem nè. Đây, nó ra từ lưa nè mọi người. Không, nó ra có khi là hai ba mầm mà vẫn ra rỡ nè mọi người. Đấy.
thấy hay không? Và khi nó ra rễ và thân lá ổn định như thế này thì mọi người dùng cho nó thuốc kích rễ BioRoot. Đó là tùy theo mọi người chơi thôi, có người thì sử dụng bằng bơ 1 hay là thuốc kích rễ khác. Nhưng mà bản thân mình thấy BioRoot nó ra rễ rất là dày, rất là siêu mạnh, siêu rễ nha mọi người. Và video mình chia sẻ về nội dung về rễ lan, giá hạt và chơi phân thuốc tự nhiên, không có chích vào thân, thì khả năng ra rễ rất là mạnh, thân lá phát triển đều, nó không bị suy cây. Thật sự thời gian đầu mình chơi lan giá hạt không biết áp dụng, là rễ nó ra rất là lâu, rất là chậm. Đây mọi người, cho mọi người xem kỹ này nha. Đây là mình chỉ có đem có hai chậu ra thôi để mình chia sẻ nha mọi người. Chứ còn rất là nhiều chậu khác, nhưng mà mình chỉ chia sẻ chủ yếu vừa rỡ, nên là mình sẽ quay cho mọi người xem. Ví dụ như đây, dùng BioRoot là một cái cọng rỡ dài thế này, nó sẽ đâm ra rất là nhiều này. Nè, đấy, nó sẽ chạy nhanh rất là nhiều, đầu rỡ rất là xanh. Và video đến đây mình xin được kết thúc. Đây mọi người xem này, thấy không? Nó lên rất là mạnh, rất là lực này, ngọn đang bung ầm ầm luôn nè mọi người. Và mình xin được kết thúc. Mọi người xem thấy hay thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh mình nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi. Cây nhỏ dễ thương không?